Thăng Chấn Nghiệp, ngũ hổ tướng oanh tạc một thời, suy sụp vì bạn gái ra đi, giờ già vất vả nuôi 6 con. Thăng Chấn Nghiệp được mệnh danh là Bạch Mã Hoàng Tử của nhóm ngũ hổ tướng vì sở hữu ngoại hình điển trai và có lượng fan đông đảo nhất. Ngoài đời, ông cũng nổi tiếng là người đào hoa, vì vậy chuyện tình cảm của ông gặp không ít thăng trầm. Ở những năm 1980-1990, cái tên Thăng Chấn Nghiệp từng nổi đình nổi đám trong làng giải trí Hồng Kông. Ông sở hữu ngoại hình đẹp, khả năng diễn xuất đa dạng và là người trong mộng của nhiều phụ nữ châu Á thời đó. Thăng Chấn Nghiệp sinh năm 1958, ông là một trong ngũ hổ tướng của TVB. Thập niên 1980, bên cạnh Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiểu Vĩ, Lương Triều Vĩ và Lưu Đức Hoa. Năm 1979, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của TVB, ông ra mắt trong tác phẩm truyền hình đầu tay Đoạn Thế Phong Vân và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Năm 1980, Thăng Chấn Nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn với vai cảnh sát Trần Hà Lâm trong bộ phim kinh điển Bến Thượng Hải. Thập niên 80, ông nổi lên như cồn khi liên tục xuất hiện trong những bộ phim đình đám như Thiên Long Bát Bộ, vai Đoàn Dự, Lâm Sung, vai Yến Thanh, Câu Chuyện Cảnh Sát, vai A Đức. Trong đó, vai diễn anh hùng lãng tử Yến Thanh trong Lâm Sung năm 1986 từng chiếm được nhiều tình cảm của công chúng. Yến Thanh của Thăng Chấn Nghiệp khiến người xem nhớ mãi bởi ngoại hình hào hoa phong nhã và sự trung tình của nhân vật, gây ấn tượng với các vai diễn trung tình, nhưng ngoài đời Thăng Chấn Nghiệp lại nổi tiếng đào hoa đa tình. Chính tính cách này đã khiến ông rơi vào bi kịch tình yêu và đẩy sự nghiệp của ngôi sao đình đám vào bế tắc. Chuyện tình đau đớn và kết thúc trong bi kịch với ông Mỹ Linh. Khi sự nghiệp đỉnh cao, Thăng Chấn Nghiệp gặp và yêu nữ diễn viên ông Mỹ Linh. Tuy nhiên, người đẹp đã lựa chọn kết thúc đời mình đột ngột. Cái chết của nữ diễn viên xinh đẹp từng khiến dư luận xôn xao bởi nghi vấn Thăng Chấn Nghiệp chính là người gián tiếp đẩy ông Mỹ Linh tới bên bờ vực tuyệt vọng và tìm đến cái chết. Thăng Chấn Nghiệp và ông Mỹ Linh quen biết vào đầu năm 1982. Thời điểm đó, hai người có cơ hội hợp tác trong phim truyền hình Thập Tam Muội. Sau khi phim đóng máy, hai người công khai chuyện tình cảm và nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ. Họ được xem là cặp tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hồng Kông thời điểm đó. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp sao sớm rơi vào ồn ào thị phi khi Thăng Chấn Nghiệp liên tiếp dính tin đồn có những bóng hồng khác bên cạnh trong thời gian sang Đài Loan đóng phim. Những căng thẳng trong sự nghiệp, chuyện tình cảm bấp bênh khiến ông Mỹ Linh tìm đến rượu để giải sầu. Ngôi sao nổi tiếng từng có thời gian xuất hiện thường xuyên trên mặt báo với hình ảnh bê tha tại các quán bar, tụ điểm giải trí. Những điều này ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng ngọc nữ mà cô từng xây dựng trước đây. Mối quan hệ giữa Thăng Chấn Nghiệp và ông Mỹ Linh sóng gió suốt một thời gian vì sự thiếu tin tưởng với đối phương, sự xa cách thường xuyên vì công việc. Tháng 5 năm 1985, sau buổi chụp hình cho bộ phim mới, Thăng Chấn Nghiệp và ông Mỹ Linh cãi nhau rất lớn và nữ diễn viên quyết định nói lời chia tay. Thăng Chấn Nghiệp vì tức giận nên cũng không cầu xin hay dỗ ngọt bạn gái. Sáng hôm sau, nữ diễn viên xinh đẹp được phát hiện trong tình trạng tử vong. Khi đó, ông Mỹ Linh mới 26 tuổi, cảnh sát kết luận người đẹp uống nhiều rượu mạnh, cùng thuốc ngủ rồi mở khóa ga tự tử. Trên quyển lịch màn ở đầu giường, cô còn lưu lại dòng chữ cuối cùng cô dành cho Thăng Chấn Nghiệp: Darling, I love you, anh yêu, em yêu anh. Chìm trong tiêu cực, khủng hoảng tâm lý sau cú sốc tình cảm. Cái chết của ông Mỹ Linh là một cú sốc lớn với làng giải trí Hồng Kông thời điểm đó và những lời chỉ trích lập tức hướng về phía Thăng Chấn Nghiệp. Nhiều tin đồn cho rằng chính thói trăng hoa bỏ bê người yêu của nam diễn viên đã đẩy ông Mỹ Linh đến kết cục đau đớn. Thăng Chấn Nghiệp đã lên tiếng thanh minh nhưng không thành công. Ông rơi vào khủng hoảng tinh thần, bỏ bê công việc. Ông thậm chí phải đi điều trị tâm lý một thời gian trước khi quyết định rời Hồng Kông sang đại lục tìm kiếm cơ hội và né tránh dư luận. Năm 1994, Thăng Chấn Nghiệp dừng công việc đóng phim và chuyển sang làm công tác quản lý cho các diễn viên trẻ. Ông cũng bắt tay vào công việc kinh doanh và dần từ bỏ công việc trong làng giải trí. 30 năm sau, khi ông Mỹ Linh qua đời, Thăng Chấn Nghiệp mới đủ bình tĩnh để nhắc lại sự việc năm xưa. Ông thanh minh bản thân không phải kẻ bội bạc. Và những cáo buộc, nghi vấn trong quá khứ với ông là sai lầm, mọi việc đều do sự sắp đặt của số mệnh, tôi cũng đã chịu đựng nhiều rồi, ông trời biết tôi là người tốt hay kẻ xấu, những việc đó đã qua làm tôi đối diện với cuộc đời một cách tích cực hơn, ông nhắc lại. Nói về người cũ, Thăng Chấn Nghiệp chia sẻ, tôi đã nhớ về cô ấy, ông Mỹ Linh, suốt bao nhiêu năm, nếu giờ đây còn thương nhiều thì không công bằng với vợ tôi. Có rất nhiều cảnh tượng trong đời người mà chẳng thể xóa được tất cả những hình ảnh trong quá khứ, nhưng chúng ta cần nhìn vào cuộc sống trước mắt. Tôi cũng có gánh nặng gia đình, vì thế tôi cố gắng không muốn gợi lại chuyện này, không muốn nhắc tới cô ấy. Cuộc sống hiện tại nặng gánh cơm áo gạo tiền của hổ tướng nước tiếng một thời. Sau ông Mỹ Linh, Thăng Chấn Nghiệp đã gặp gỡ và nên duyên với những người phụ nữ khác. Ông trải qua hai cuộc hôn nhân và có 6 người con. Ngôi sao gạo cội hiện chung sống cùng người vợ trẻ kém 25 tuổi Văn Tịnh. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2008 và có một cặp sinh đôi hai gái. Tuy nhiên trong thời gian sống với Văn Tịnh, Thăng Chấn Nghiệp ngoại tình và có con riêng. Khi bị truyền thông phanh phui, ông thừa nhận và giải thích đã đưa vợ con đến Hồng Kông để nuôi dạy. Vợ ông chấp nhận đứa trẻ này và nuôi dạy 6 người con. Ngoài hai người con lớn đã trưởng thành, hiện Thăng Chấn Nghiệp vẫn phải có trách nhiệm nuôi dạy 4 người con. Cuộc sống không quá khó khăn, nhưng ở tuổi U70, ông vẫn phải miệt mài làm việc để đủ kinh tế chăm lo cho vợ và các con. Được biết, sau bê bối tình cảm trong quá khứ, Thăng Chấn Nghiệp từng tới đại lục gây dựng sự nghiệp.
Tuy nhiên, do tuổi tác, sức hấp dẫn giảm sút, ông chỉ có thể góp mặt trong những dự án nhỏ lẻ. Ở tuổi xế chiều, ông không thể tham gia đóng phim như trước mà chỉ có thể chạy show tại các tụ điểm nhỏ quảng cáo cho các sản phẩm. Năm 2021, truyền thông Hoa ngữ đưa tin Thăng Chấn Nghiệp biểu diễn tại một đám cưới. Dù đã có tuổi và không còn điển trai như xưa, nhưng Yến Thanh, nức tiếng một thời, vẫn vui vẻ giao lưu, trò chuyện với khán giả. Thậm chí trong một sự kiện của TVB Hồng Kông, ông xuất hiện bên lứa nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời với mình như Miêu Kiều Vĩ, Lưu Đức Hoa. So với đồng nghiệp, Thăng Chấn Nghiệp có phần phát tướng và già nua hơn. Ông không còn giữ được vẻ ngoài hào hoa, thư sinh như thời trẻ. Những hình ảnh này khiến những khán giả yêu mến Thăng Chấn Nghiệp một thời thêm xót xa. Giới truyền thông đánh giá trong nhóm ngũ hổ tướng của đài TVB, Thăng Chấn Nghiệp có lẽ là người có sự nghiệp lận đận nhất.